Đây là bên trong ruột gan của con 39DG có Xenon, nó sử dụng hai cái tụ rất là lớn quá, và một cái tăng phô và một cái tăng phô phụ này. Đó, nó có hai cái tăng phô lận. Và đây là một vế âm sắc của em, nó một vế là dài 4 sò. Và ba con 9DG. Ba con 9DG thì nó sẽ có ốp gỗ nha các, ốp sườn, và nó là phiên bản cao và vừa nghi hai vừa trong bài luôn. Nên em về được một con rất là mới, bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. 250W thì bác vô tư mình gíp loa rồi. Đối với 250W thì với những dòng mà xanh xui alpha này, với lực đánh tốt thì các bác có thể gíp hai cặp bot, vừa có thể nghêu nga karaoke và lấy nguồn nhạc mạng qua cổng bộ DAC bên trong được tích hợp qua con âm ly này, để các bác không cần phải tốn tiền mua giải mã. Anh em mua một giải mã cũng 5 đến 7 triệu rồi các bác, gọi là giải mã không đấy, là tốt á, là hàng bãi đấy các bác. Chứ còn ba loại giải mã hàng tèo 1,5-2 triệu đó bác có nên không có nên dùng nha các bác, nó dở thêm, đừng nên mua mấy cái đó. Nếu mua con này thì các bác không cần tốn tiền mua một con giải mã nữa, thì cứ cho con giải mã 4-5 triệu đi, thì con âm ly có 9-10 triệu rồi. Nhưng mà con này là con tích hợp luôn nha bác. 39DG, D có nghĩa là digital các bác. Con này rất là hot nha, nhiều bác săn lắm, rất là keng, cực kỳ mới nha, cực kỳ xuất sắc luôn. Và giá này là 14,5 triệu nha, bao gồm phí ship rồi. Bác nào lấy alo cho em, cọc tiền thì tập còn 1-2 triệu là em ship hàng nha. Còn chỉ không đủ là bớt 200.000 cho tất cả các bác nha. Đây mời các bác cùng xem này, nó mặt bóng gương hay là em que, nó sẽ có cái bóng bên trong nó dội ra. Đấy mới keng, hồi gỗ ốp sườn nên nó rất là sang. Đây các bác có thể xem được đồ đẹp rồi nha. Đây này, văn gỗ này các bác. Rồi xem phía bên trái luôn. Mọi chi tiết các bác cứ liên alo cho em nha, qua hai số điện thoại này nè. Đây văn gỗ đây các bác. Đây là cạnh này. Đấy. Ok hết nha các bác. Phía sau thì các bác sẽ nhận thấy được là hai trạm loa AB hoặc A cộng B đánh trở kháng là 4-16 ohm. Đây cái cổng optical này các bác, và những cổng coaxial digital output, có digital out luôn này, 1, 2, 3, 4, 250W điện 100V, cổng phono này, cổng CD này, đầy đủ các cổng hết các bác. Một con duy nhất thôi, những con này hiếm, lâu lâu về. Chạy 8 sò nha các bác. Đây là bên trong ruột gan của con 39DG có bác, nó sử dụng hai cái tụ rất là lớn quá, và một cái tăng phô và một cái tăng phô phụ này. Đó, nó có hai cái tăng phô lận. Và đây là một vế âm sắc của em, nó một vế là dài 4 sò mặt âm sắc, đặc trưng thiết kế của dòng alpha rồi các bác. Đây là phần bộ giải mã DA này các bác, đây là phần bo mạch của nó này, bộ con mấy con giải mã nằm bên trong. Đây là phần giải mã này, giải mã tín hiệu đó, khi nhận tín hiệu nó sẽ khuếch đại và triệt tiêu những cái âm nhiễu và đưa ra một chất lượng âm thanh tốt nhất. Nó đưa từ này, nó đưa qua bên này các bác, nó đưa qua này này, nó mới vòng vòng vô đây. Rồi bác nào yêu thích con 39DG này alo cho em nha, giá 14,5 triệu. Hồi gỗ chỉ vàng, dòng đặc trưng của dòng XDCAT rồi. Phía trên của em nó có thấy được cái đồ đẹp rồi nha. Rồi đi đến hồi gỗ ốp sườn. Đây hồi gỗ đây các bác, độ bén, độ sắc nét, con gỗ rất là đẹp. Dòng này được chuộng nhờ tiếng hay và được nó trưng bày rất là đẹp từ những dòng 6-7 nha. 6-7 được cá thì giá nó là 8 triệu nha các bác. 6-7 thì nó là dòng ở phân khúc thấp hơn, công suất là 230, còn lên đầu 7 thì nó cao cấp hơn. Đầu 7 thì 320W, điện 100V. Các bác có thể thấy này, cạnh kiết này rất là đẹp, hai cầu loa A cộng B, trở kháng là 4-16 ohm nên hầu hết các bác chơi tất cả dòng loa mới keng nha các bác. 320W, bộ sức rất là khỏe. Rồi mở nội thất bên trong bằng cách bạn hai ốc phía sau. Vâng, đây nội thất bên trong các bác thấy độ mới chưa, trước chưa vào sát trong mà có thấy độ mới rồi nha, từ sexy, đều cái tăng phô và từ cái tụ nguồn
bốn, nó chạy 4 tụ nguồn nha, và tăng phone rất là đẹp và rất là nét. Và nó chạy 8 sò nha bác, 8 sò Sanken đây, tất cả nguyên zin và rất là mới nha các bác. Các bác sẽ thấy nhiều bác sẽ hỏi sao lại nó có trắng trắng bẩn bẩn như thế này, đó là cái keo tản nhiệt. Khi mà hãng họ lép sò, họ sẽ bôi một lớp keo phía dưới và họ vặn con sò và lớp keo nó sẽ bì ra. Đây là khi nó sẽ lim dim như thế, đó là keo tản nhiệt. Và phía bên này là con phần keo tản nhiệt phía bên ấy, và mỗi con sò đều có keo tản nhiệt hết nha. 8 con nguyên zin nha các bác, và rất là mới á. Các bác thấy bo mạch này. Đây các bác thấy này, đồ mới keng này. Cầu chì này, phần là phần sexy bảo vệ cái phần tín hiệu đầu vào. Đấy. 12.5 triệu, các bác đã sở hữu con 707 được cắt rất là đẹp tại shop M9 MC 0978338142 là 0965777027 nha. Chuyển khoản đủ em bớt 200.000 là còn 12.300, vẫn bao ship cho các bác. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, có nghĩa là 1-2 triệu gì đó là em đã ship hàng cho các bác rồi. Rồi em chào tạm biệt các bác nha, hẹn các bác video tiếp theo.